Rồi, xin chào. Hôm nay mình sẽ nói về tư vấn một chút về vấn đề là mình nên sử dụng camera IP hay là camera analog. Đây là hai dòng camera quen thuộc nhất hiện tại bây giờ. Nói về camera thì nó khá là đa dạng. Nó có nhiều dòng khác như analog mà có HD CVR, HD TVI hay là IP thì có on-VIP hay là nhiều chọn nén khác nữa. Nhưng cái đó thì nó là phải chuyên sâu từng dòng. Hai cái dòng lớn nhất thì nó sẽ là analog và IP. Thì đầu tiên mình sẽ phân biệt giữa camera IP và camera analog. Analog nó sẽ như thế nào? Đây, ở đây mình sẽ có hai con camera cùng chung một phân khúc, cùng chung một độ phân giải và một số chức năng cơ bản khác. Ở bên tay trái đây là camera analog. Đây là camera IP. Thì có thể là nhìn sơ qua thì thấy cái camera IP thì nhìn nó khá là xịn, với đế bằng kim loại này, mặt kính này, kính mica, và phần cái này thì bằng nhựa và mặt bằng mica. Thì nhìn sơ là mình thấy nó đã xịn hơn rồi. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái yếu tố tiên quyết để phân biệt IP hay là analog. Tại vì thật ra nhà sản xuất họ có thể gỡ cái men cứng của cái này gắn qua cái dòng kim loại này và ngược lại, không vấn đề gì hết. Cái yếu tố tiên quyết của camera để phân biệt thì nó sẽ là những cái dắt kết nối và những cái dòng dây mà nó sử dụng. Đối với camera analog thì dắt kết nối của nó ngoài trừ cái dắt nguồn này thì hai cái nó đều như nhau cả. Còn dắt kết nối của camera analog sẽ là dắt này, sẽ được kết nối với dắt BNC và dùng chung với các đồng trục, là ngày xưa mình hay gọi là cắt anten đó. Các đồng trục nó như thế nào? Đây là các đồng trục. Đây là các đồng trục ngày xưa mình gọi là các anten. Trong này nó sẽ có lớp đồng pha nhôm hoặc là đồng nguyên chất, hoặc là và lớp chống nhiễu, rồi lớp nhựa, và đây là cái dắt BNC để sử dụng cho camera analog. Mình kết nối như thế này, kết nối nó như thế này. Còn về camera IP thì mình sẽ sử dụng những cái dây cáp internet, dây cáp mạng, dây cáp mà để mình sử dụng trong modem mạng, mình chuyển đến máy tính đó. Trong này nó sẽ có 8 lõi cáp xoắn hoặc là cáp thẳng tùy theo cái tiêu chuẩn của nó. Và cái dắt mạng để mình kết nối của nó là cái này. Và khi mà kết nối vô cam IP thì nó sẽ là cái dắt này. Dắt này là dắt của cam IP. Đây, mình sẽ kết nối như thế này. Cắm vô. Mặc chỉ cái đó. Khá là dễ dàng. Cả hai dắt. Còn cái đó là về phần bên ngoài, về tín hiệu, về vỏ, về cách nhận biết sơ bộ. Thì nói gì thì nói thì cái cam IP thì nó cũng khá là sang. Nhìn là thấy có vẻ đắt tiền. Còn về phần tín hiệu thì camera analog nó được sử dụng tín hiệu tương tự, còn camera IP thì nó sử dụng tín hiệu số là những cái tín hiệu mà hệ thập phân đó, là 0101110000, và analog thì nó là cái tín hiệu tương tự và cái biểu đồ sin cos vậy đó. Từ cái khác nhau về bản chất tín hiệu thì nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau của từng dòng. Ưu điểm của camera IP là tại vì nó dùng tín hiệu số cho nên mình có thể điều chỉnh hoàn toàn nó trên một cái phần mềm hoặc là một cái giao diện website nào đó. Mình điều chỉnh được nó rất là nhiều. Mình điều chỉnh được ánh sáng này, được chế độ bù ngược sáng, chế độ chống ngược sáng hay là những bảng che. Nói chung là mình điều chỉnh trực tiếp vào phần camera luôn. Còn với tín hiệu tương tự của camera analog thì mình không có điều chỉnh được, mà mình sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái phần men cứng mà nhà sản xuất đưa ra theo thông số của nó. Ví dụ men của nó có chống ngược sáng, với thông số của nó có chống ngược sáng thì nó sẽ chống ngược sáng. Còn nếu nó không có thì không được, mình chỉnh cái nào cũng không được. Tại vì nó không cho mình chỉnh, cũng không biết tại sao. Thì nó là một cái công nghệ số, một công nghệ digital đó, một công nghệ vượt trội hơn công nghệ analog rất là nhiều. Và về phần nữa mà phần camera IP nó vượt trội hơn phần camera analog nữa, đó chính là cái phần hình ảnh của nó. Khi mà qua xử lý thì nó rất là đẹp, nhìn nó rất là nước mắt. Như khi mình sử dụng một cái camera thường với lại một cái ứng dụng 360 hay là Q-Stylus gì đó,
nó sẽ làm cho hình ảnh nó lên mắt lắm. Và với một cái hệ thống lớn, một hệ thống lớn đi chẳng hạn, thì camera IP nó cũng có lợi thế hơn về phần thiết kế hạ tầng dây. Với camera analog thì mỗi một camera thì sẽ cần một cái dây cáp đùng trục đưa thẳng tín hiệu từ camera về tới đầu ghi hình. Ví dụ 100 cái thì nó sẽ là 100 sợi dây. Trời ơi, 100 sợi dây kinh khủng. Tưởng tượng mà mình có một cái bó 100 sợi dây như thế này, cỡ tầm này. Nếu mà bỏ ống thì chắc phải là một cái ống bình minh, một cái ống cấp thoát nước, mà cấp thoát nước cho hồ bơi đó. Thì chứ còn cấp thoát nước cho lavabo thì chắc cũng không không vừa, nó lớn đến mức độ đó, nhìn nó khá là cồng kềnh. Còn cam IP thì tại vì nó là tín hiệu số, trên một đoạn cùng một đoạn dây nó có thể truyền rất rất là nhiều luồng tín hiệu khác nhau, miễn sao đoạn dây đó đủ chất lượng là được. Và về tới trung tâm, về tới đầu ghi hình, nó sẽ tự động nó phân tích ra từng tín hiệu của từng con cam và nó đưa lên những hình ảnh chính xác của từng con cam khác nhau. Camera analog thì mỗi một đường dây là một tín hiệu, có tín hiệu khác vô là nhiễu, có tín hiệu khác vô là nhiễu, và không có lên hình, không có chạy đâu được hết trơn. Cũng chính vì vậy cho nên là cái vấn đề nhiễu, can nhiễu, từ tính can nhiễu môi trường của camera analog thì khá là nhiều. Còn camera IP thì không có vấn đề đấy, nó sẽ không bị nhiễu, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Và vấn đề bảo mật thì camera IP nó cũng sẽ cao hơn. Ví dụ như mình có một đoạn dây như thế này, một đoạn dây như thế này của camera IP, thì khi mà nếu có một ai đó họ cắt ở chỗ đoạn dây này, và họ bấm một cái giắc lại và họ cắm vô máy tính của họ, và họ muốn truy cập vô con camera, thì họ cũng phải cần một cái mật khẩu, cần một cái mật khẩu, một cái mật mã riêng của con camera đó thì họ mới có thể truy cập vào để họ xem hình ảnh hoặc họ thay đổi những cái đặt trong đấy. Còn với một cái cam analog, một cái đoạn dây analog như thế này, nếu mà họ cắt ở đây và họ bấm một cái nhắc VNC để họ cắm vào cái đầu ghi trung tâm của họ, thì tín hiệu nó sẽ không có truyền về trung tâm của mình nữa, mà truyền qua thẳng trên trung tâm của họ, và không cần phải giải mã, không cần cái cơ cấu số gì khác cả, cứ cắm vô là xem thôi. Thì vì nhiều cái ưu điểm như thế cho nên là camera IP nó sẽ có một cái giá thành đắt, mắc gấp đôi, gần như gấp đôi với những camera analog thông thường trong cùng một thông số. Thế nhưng tại vì sao những camera analog nó vẫn có thể tồn tại đến bây giờ, cho dù công nghệ của nó nếu so với IP thì nó khá là cũ rồi, thì giá thành thì đôi khi giá rẻ đôi khi nó cũng là một cái nguyên nhân khiến cho nó có thể tồn tại trong thị trường, nhưng mà nó không không phải là hoàn toàn. Camera analog càng về sau nó cũng sẽ có, IP phát triển thì analog nó cũng sẽ phát triển, và nó cũng có những cái vượt trội mà IP không bằng nó được, chẳng hạn như là về cái tín hiệu hình ảnh truyền về, bởi vì nó không được xử lý cho nên nó khá là chân thật. Môi trường đó như thế nào thì nó sẽ truyền về chính xác như vậy. Ví dụ như ở ngoài đó lóe sáng thì nó sẽ truyền về đúng lóe sáng luôn, cho dù mình không thấy được gì hết chứ, lóe rồi là không thấy được gì hết, nhưng mà mình sẽ biết được là nó lóe sáng chỉ đó. Và hơn nữa thì cùng một số lượng camera thì cái camera analog nó sẽ cho cái tốc độ truyền dẫn cao hơn, và nó yêu cầu ít băng thông hơn là cam IP. Tại vì sao? Tại vì camera analog, trong một hệ thống camera analog chỉ có một cái đầu ghi hình là nó cần băng thông thôi, còn lại thì toàn bộ những cái hình ảnh từ camera truyền về đầu ghi hình nó xử lý hết rồi. Còn với những cái cam IP thì mỗi một thiết bị mạng, mỗi một thiết bị camera nó đều cần một cái lượng băng thông cố định của riêng nó để nó có thể truyền tín hiệu, cho dù tín hiệu nó rất tốt tốt nhưng mà phải truyền được, chứ còn tốt mà không truyền được thì nó cũng vô dụng thôi. Thì chỉ biết là nó tốt thôi, là tốt như thế nào mà không truyền ra được thì nó cũng không có một cái kết quả gì hết. Ví dụ như là với một cái gói băng thông 30 m thì mình có thể sử dụng được cho 8 camera lock, hay 10 hay 2, kể cả 30, 32 vẫn được, nó vẫn chạy được thôi. Nhưng mà với một cái gói 30 m mà dùng cho 32 cam IP thì chắc chắn là nó không sử dụng được, tại vì nó sẽ rất là giật, rất là lắc, cái băng thông của nhà mạng nó không thể nào xử lý được. Cho nên là cam IP thì nó thường nó phù hợp với những môi trường công ty, những môi trường công nghiệp có hệ thống băng thông, có những gói băng thông mạng lớn. Còn vì sao nó không xử lý được hay xử lý được thì mình không nói chuyên sâu về thuật ngữ kỹ thuật, mình chỉ có đưa ra một cái ví dụ đơn giản, chẳng hạn như một cái cục internet của mình, ở nhà mình có 10 người xài điện thoại di động cùng một lúc,
mình truy cập mạng nó sẽ chậm hơn là chỉ một người dùng. Ví dụ ở nhà mình có 10 người cùng truy cập, 10 cái điện thoại cùng truy cập một lúc thì chắc chắn là cái tốc độ mạng khi mình truy cập nó sẽ chậm hơn là một thiết bị hoặc là hai thiết bị internet, thiết bị điện thoại di động truy cập. Thì mỗi một camera IP nó tương đương như là một cái điện thoại vậy, mà là cái điện thoại liên tục live stream, liên tục up hình ảnh lên trên internet, thì nó sẽ làm chậm mạng rất là nhiều. Còn cho nên là với những cái hộ gia đình hay là những cái cửa hàng, những cái công ty, những cái văn phòng nhỏ cần sử dụng camera với những nhu cầu cơ bản như là giám sát, xem và xem lại với hình ảnh thời gian thực, thì mình nên sử dụng camera analog. Nó sẽ cho một đường truyền nhanh, mạnh và giá thành phù hợp. Và hơn nữa thì chẳng hạn có những khu vực đặc biệt cần chống ngược sáng hay là gì đó, thì bây giờ camera analog nó cũng đã có những công nghệ đó rồi, và mình có thể nhờ những cái đơn vị lắp đặt cho mình, tư vấn cho mình những cái mã hàng riêng cho từng khu vực đó. Tức là không có nhất định một bộ camera mình đều phải sử dụng chung một cái mã hàng như vậy. Chẳng hạn với những khu vực hình mà ta cho ánh sáng khá là hoàn hảo như là trong phòng hay là trong nhà gì đó, hay là ở ngoài trời không bị ngược sáng, thì mình có thể dùng những mã phổ thông. Còn với một hai khu vực cần chống ngược sáng hay là cần góc rộng hơn thì mình có thể dùng những cái mã đặc biệt của analog, giá thành nó cũng vẫn sẽ rẻ hơn là một cam IP. Tổng kết lại thì camera analog nó sẽ cho một cái phù hợp cho gia đình, cho hộ gia đình, cho các cửa hàng, ký ốt. Còn camera IP thì nó phù hợp cho các công ty lớn hay là các nhà xưởng. Với lại về độ bền thì camera analog mình vẫn sẽ cho điểm cao hơn, tại vì nó chạy đơn nhiệm. Mà chạy đơn nhiệm thì luôn luôn sẽ có một độ bền cao hơn trong cùng một cái nguyên liệu làm ra cái thiết bị đó, hay là một cái nguyên liệu làm ra cái men đó. Thì khi chạy đơn nhiệm nó sẽ cho tuổi thọ cao hơn là chạy đa nhiệm, đó là điều chắc chắn. Bất cứ một thiết bị điện tử nào nó cũng sẽ cùng một cái nguyên lý như thế này thôi.